tử được. Sau một hồi hùng hục thì em đảm bảo là chồng em sẽ ngủ. Nên là em sẽ chọn về sau là con lợn. Chả bao giờ quay sang hôn vợ ôm ấp. Anh Linh ạ, sau chương trình này thì em quyết định là kiêng cữ cho vợ em thêm năm nữa. Em sẽ chọn đáp án là sư tử và về sau sẽ là con lợn. Con lợn. Dạ. Sao đổi ý thế? Con gà cũng dễ thương mà. Em không có chứng kiến. Chứ. Mình thì mình lại chọn mà trước khi lâm trận thì mình lại giống như con kia. Con gì? Con cún con này kìa. Cún con á? Mình phải giả vờ giống như con. Không hiểu sao. Kiểu. Mình kiểu không muốn ấy. Kiểu hơi hơi. Trước khi lâm trận thì là giống con cún con. Còn kết thúc á thì như trâu thì không được. Em con trâu này húc nhau tới chết. Kết thúc như con sư tử. Kết thúc như con sư tử. Đúng rồi. Hét lên cái thôi xong rồi. Là xong. Là xong rồi là hú lên cái là. Sao lạ vậy ta. Đùa. Em biết ngay là ông sẽ chọn Liên Thiên mà. Nhưng mà bản chất là giống như em nói đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Ve vãng vô lơ bla tùm lum mà giáo huấn này kia. Ủa nhưng mà sao tại sao lúc đầu thì như cuốn con rất là nhẹ nhàng mình. Dạ đúng rồi, bây giờ em chuẩn bị em nở hoa rồi. Thì bây giờ em giống như kiểu một người phụ nữ trong nhà. Thành ra là em phải đợi cái sự chủ động của vợ em trước. Nên là em phải giống như cả một con cún con ấy. Cún con. Ví dụ như cả ra kiểu, hoảng đúng không? Đúng rồi, ra vứt ve mình xíu. Lúc nào mà ví dụ như kiểu hờ hững mình thì mình lại ra mình liếm hay liếm liếm vào tay cái. Còn lần nữa thì hai bà vợ lại không đúng ý của chồng ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái công việc mà tôi nghĩ rằng các cặp vợ chồng trẻ hay buông hay lơ là, đó là nấu ăn. Mà ông bà ta nói á, là tình yêu nó cũng đi ra từ cái bếp. Đấy, sự kết nối yêu thương nó cũng từ cái bếp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bếp chiến. Ở bếp chiến này thì mỗi đội sẽ đưa ra một món ăn mà các bạn thấy rằng món ăn đó mình tự tin nấu, mình có thể nấu ngon hơn. Bởi vì ngày hôm nay sẽ có một đội bếp chuyên nghiệp. Chúng tôi mời Cẩm Thiên Long. Anh đầu bếp này, anh đã có 16 năm trong nghề nha các bạn. Wow. Nhìn anh rất là trẻ nhưng 16 năm trong nghề. Chào Cẩm Thiên Long. Anh. Hôm nay thì hy vọng rằng bạn sẽ truyền thêm bí kíp nấu ăn, bếp núc cho những cặp vợ chồng trẻ này. Họ có thể nấu nướng, có thể đem đến những cái sức khỏe cho những thành viên gia đình. Rồi hôm nay thì Tùng Minh với lại Bông Chuẩn sẽ nấu món gì? Em thì đặc biệt là em thích món Âu. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ thử một cái món mới là cái món là cơm trộn Hàn Quốc. Bởi vì vợ em là vợ em thích cái món đó. Đâu, đồ Hàn Quốc em thích cái khác. Lee Min Ho cơ. Kim Jong. Còn bên đây Tùng, em thì ấn tượng của em về các cái vị ấy, thì là em thích sự hài hòa giữa cay, chua và ngọt. Đấy là một cái kết nối, nếu mà ăn một món nào mà cảm được cả mấy cái vị đấy thì sẽ cảm thấy rất là thích đối với em. Được rồi, em có ăn cái món gì, nem tai thính. Và thật sự em chưa làm lần nào. Và ngày hôm nay em sẽ thử tự chế ra xem là mọi người ăn nó có ra cái vị nem tai thính không. Mọi người ăn thì có thể được nhưng mà sợ vợ em ăn không được là tiếp tục cảm giảm nữa. Thì rồi. Em sẽ làm tiếp thôi. Chúng ta sẽ có 30 phút. Các bà vợ chúng tôi sẽ cùng trò chuyện, cùng nấu nướng với hai cặp đôi vợ chồng Phúc Bồ và Hồng Anh, Tùng Minh và Bông Chuẩn. Hồng Anh, em thử nói xem chồng em có hiểu em không? Em nghĩ chắc là không rồi. Thật ra thì em kiểu như nhiều người suy nghĩ nặng về cái vấn đề là hiểu nhau rồi tin tưởng rồi thông cảm các thứ ấy. Thì đối với cái chuyện này thì em lại cảm thấy em hơi nhẹ hơn. Tức là tinh thần của em rất thoải mái về cái chuyện đấy. Tức là em không có hy vọng gì nhiều vào việc là ông này ông sẽ hiểu được mình ấy. Em ghét nhất điều gì ở Phúc Bồ? Thì chắc là đi đá bóng thôi ạ. Đi đó thôi hả? Trời ơi, chuyện nó bình thường quá trời luôn. Bây giờ ông vẫn bảo là em đi đá bóng thì em phải quan trọng hơn. Nhưng mà đến tận thời điểm này vẫn không hiểu là thế tại sao lại vẫn chọn đá bóng. Cô này cũng hay hỏi bén lắm rồi nha. Anh với bóng đá với em là anh là chọn ai đó à? Có khi nào cũng bắt gặp em chở một ai đó chưa? Nhưng chuyện này thì em nghĩ là em không có thể nói thế thôi, nhưng mà không có. Tại vì từ lúc em yêu vợ em rồi thì... Cô ấy hay là em là bà rồi đó. Vâng, hai vợ chồng em là cũng chênh nhau khá là nhiều tuổi, 7 tuổi. Nên là Hồng Anh thì có những sự rất là trẻ con.
nhưng mà cái sự sự đấy nó trở thành một điều rất là ý nghĩa. Con dễ thương mà. Vợ em thì lúc nào cũng kiểu cau có, hay là lúc nào cũng kiểu rất là kiểu khó tính ấy. Nhưng mà đối với em thì cái cau có và cái khó tính đấy nó là cái gia vị cuộc sống của em, nó gọi là cái gia vị. Hồi xưa bảo là mấy cái cô kia là không dám cãi lại anh. Nên bây giờ em bảo em cãi thì anh mới thích. Thế em biết thế thì em cứ thế em làm thôi. Cứ cãi đó, ước mơ mà. Đấy. Ra đến cái hôm mà em đi đẻ. Không, đấy là anh nghĩ là nó sai câu chuyện. Em đi đẻ, kể nó em đi đẻ rồi. Mà tức là em đi vào là từ 4 giờ đêm thì đến 7 giờ kém 15 tối là em mới đẻ. Tức là lúc đấy là lúc em đẻ thường không được, là chuyển mổ. Thế mình nhìn người thân cái thứ này này thì thấy bố mẹ em rồi, thế không thấy chồng đâu. Thì bình thường thì em cũng chắc cũng không hy vọng nhiều lắm đâu, nhưng mà mình nghĩ là mình đẻ thì chồng phải ngồi đấy. Thế hóa ra là chồng em mà về nhà tắm rửa sạch sẽ còn đi đá mấy trận cầu. Không, câu chuyện này không, câu chuyện này phải giải thích rất kỹ tại vì lên truyền hình rất quan trọng. Đây, sao? Em kể cho anh như này. Sao? Có nghĩa là chuẩn bị đi bệnh viện là từ 4 giờ sáng. Có nghĩa là từ 4 giờ sáng rồi là em đi từ nhà lên bệnh viện, xong rồi chờ cho đến 7 giờ tối rồi nhưng mà vẫn chưa đẻ, chưa sinh. Thế là em bảo thôi, thế bây giờ nếu mà ngồi từ sáng đến tối rồi thì mình về mình tắm rửa một phát, xong rồi mình lên mình bế cho con nó thấy mình còn thơm tho, chứ bây giờ toàn mồ hôi thế này. Nhưng trên đường về thì là con có trận bóng. Ở ngoài là có được không? Là người ta đá cầu thì vào tham gia một tí. Vô tình thôi, cũng không có gì. Trên đường có trận bóng. Chỉ là đá tí cho nó kiểu giãn hẳn cơ thể ra thôi, xong rồi mình lại lên viện thôi. Mình đã tắm là mình phải tắm cho nó đáng. Đúng rồi. Đúng không? Mình phải hoạt động cho nó thật xứng đáng để mình tắm cho nó có hiệu quả. Nó phải đu đủ. Đúng rồi. Mình chỉ nên sâu sắc là cái chỗ là mình chỉ ông bố về muốn sạch sẽ hơn, lên với vợ thơm tho hơn để cho chuyện là vâng. Thơm để ẩm thoát không có virus. Đúng rồi. Không vi khuẩn. Thôi mình chấp nhận đi ha. Còn bên đây sao? Chết rồi, em quên cái quyển sổ thủ vặt của em ở nhà. Em có một quyển sổ để ghi tất cả những cái gì mà em cảm thấy. Em nhớ cái điều kinh khủng nhất không? Anh Tùng thì anh Tùng hay nặng lời lắm. Anh Tùng em cảm giác như ngày xưa anh có những cái tiết văn nào là anh ấy đều bỏ học hay sao ấy. Cho nên là bây giờ khi mà anh ấy nói cái gì là anh ấy nặng lời, anh ấy không có gọi dùng những cái từ mà đồng nghĩa nhưng mà nhẹ nhàng hơn đâu anh. Tại mấy cái từ đấy nó nằm trong mấy cái tiết mà anh bỏ đó. Thì đó. Có một cái câu em thấy ông ấy khó chịu nhất là cái câu làm sao đấy? Làm sao? Lại làm sao? Ví dụ như em đang khóc ấy. Làm sao mà khóc? Ok, người ta buồn thì người ta mới khóc. Tự nhiên người hỏi làm sao mà khóc? Làm sao mà cáu? Tự nhiên là cáu. Ok, làm cho người ta cáu. Làm cho người ta cáu. Bình thường mà vợ em mà cáu hay là vợ em khóc ấy thì em hỏi lý do. Em phải biết lý do là tại làm sao khóc hay là có vấn đề nhưng gì. Nhưng mà vấn đề là khi mà phụ nữ khóc thì tốt nhất đàn ông nên im lặng. Đúng rồi. Đừng mà hỏi. Em mà im lặng thì lại bảo em không quan tâm. Im lặng nhưng mà ngồi cạnh và đưa khăn giấy cho người ta, hiểu không? Chứ không phải là im lặng mà đi ra chỗ khác lượn lờ xong rồi đi chơi game không các thứ này nọ, hiểu chưa? Không, những cái lúc đấy thì em nghĩ là mình nên lánh đi một chút. Mình mà ở đấy là mình chết chắc. Thôi, cảm ơn những câu chuyện chia sẻ của các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với vòng chơi đầu tiên dành cho hai đội, đó là hiểu ý vợ chồng. Ở vòng chơi này thì chúng tôi sẽ có các câu hỏi hỏi các bà vợ. Thưa quý vị, chúng tôi đã quay cái câu trả lời của người chồng rồi, bí mật rồi, mà vợ không biết người chồng trả lời thế nào. Bây giờ tôi hỏi các người vợ xem giống với chồng mình hay không nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Nếu vợ vắng nhà, việc vợ không muốn chồng làm cho con là gì? A là tập thể dục trồng cây chuối, B là cho con chơi điện thoại, C là bỏ bữa ăn, D là vệ sinh cho con. Hồng Anh, chắc câu này thì em chọn cho chơi điện thoại thôi. Tại vì trồng cây chuối thì anh Linh nói là kỳ, nhưng mà nhà em thì chồng của em hay cho con trồng cây chuối lắm. À được. Nhưng mà em có thích không? Thì em biết là kể cả em không thích thì nó vẫn thế, nên thôi là em phải chấp nhận số phận. À. Em gọi là sống chung với nó. Tức là em không thích cho con chơi điện thoại đúng không? Dạ. Em cứ suy nghĩ thêm đi xem ấy thì như thế nào chứ trả lời vội như vậy. Dù sao cũng là lúc xa gà chết rồi. Thật ra thì con của anh em mình thì mấy cái môn mà trồng cây chuối chứ các thứ là sở trường của nó rồi. Nó tự làm mà, đâu cần phải làm gì đâu mà. Bỏ bữa ăn thì tất nhiên là ông nào cũng muốn là con mình không bỏ bữa ăn và lúc nào cũng phải căng rồi. Thôi, cái phương án này rất là kiểu gia đình và rất là ông bố, nên là cái điều quan trọng nhất đấy là không cho con bỏ bữa ăn, đấy là điều mà rất là kiểu quan trọng rồi. Nên là mình nghĩ là C. Mà bông chuẩn. Gia đình em là chồng em là chăm con kỹ hơn em.
Cho nên mấy cái việc như là chơi điện thoại, bỏ bữa ăn hay là vệ sinh cho con thì anh Tùng đều làm rất là tốt. Nhưng mà có mỗi một cái mà em ghét nhất là chuyên gia hay chơi mấy trò mạo hiểm là anh cho con đứng lên tay như này này, xong rồi chơi đu 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 này, như là làm xiếc ấy. Em làm như em quốc cơ quốc nghiệp vậy. Đúng rồi, đam mê, thần tượng. Có họ đó. Vậy thì em sẽ không thích chồng làm cái gì trong lúc mình đi vắng? Em chọn A, tập thể dục trồng cây chuối. Để xem Tùng Minh nói có đúng hay không. Chứ tại vì là thật ra bởi vì trẻ con mà từ độ tuổi nào nó cũng cần một cái độ có nghĩa là một cái mức dinh dưỡng nhất định. Mà mình ví dụ như là mình lơ là cái chuyện đấy ra thôi là có thể nó sẽ dẫn đến cái việc là nó sẽ quen với cả việc đấy, thành ra là về sau mà cho nó ăn hay là như nào nó sẽ rất là khó chịu. Cho nên là safe, bỏ bữa ăn. Rất tiếc. Lần này thì cả hai bà vợ không hiểu được ý của hai ông chồng rồi. Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục với tình huống thứ hai. Trước khi lâm trận chồng giống và khi kết thúc thì giống chấm 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 chấm. Bây giờ không anh. Thôi thì chắc em cứ chọn về sau, trước em chọn con cún đi. Trông cho nó dễ thương. Tức là trước hay sau? Sau là con cún. Là con cún đi đã. Vậy chứ nếu giống con lợn thì cũng hơi hơi ấy. Thế còn hai cái kia thì chồng em là một người mà sở thích là rất thích về những cái vùng quê dân dã. Thì ở trong này thì có hai cái con nó khỏe và hợp với cái vé đầu. Đấy là cái con sư tử với cái con trâu đúng không ạ? Thôi cho em con trâu đi cho nó phù hợp với bình thường. Thôi là hộp như trâu á. Sao phải con cún ha. Câu hỏi này cũng hỏi á. Câu hỏi này mà cũng hỏi. Đương nhiên là nó phải cái gì đấy, nó phải mạnh mẽ đấy đúng không? Rồi. Đúng rồi. Ở đây thì nó có hai cái style hợp nhất với mình. Mình bọn mình đâu phải bánh bèo đâu đúng không? Đúng rồi. Nó chỉ có đấy. Thật ra nhìn thấy mấy con trâu kia chưa? Tóe cả nước sang hai bên đúng không? Như trâu húc mã đấy. Mình chọn con gà đi. Con gà là trước khi lâm trận đúng không? Đúng, nó phải kiểu ve vãn, nó phải có kịch bản một tí cho nó kiểu nó. Còn lúc kết thúc là như con sư tử. Lúc kết thúc thì như con ấy thôi. Trâu. Con lợn. Con heo ngủ ngủ. Đúng không? Còn mong dạ, chuẩn. Em đảm bảo là ông ấy sẽ tự nhận ông là sư tử hoặc là trâu này, em đảm bảo luôn á. Nhưng mà em sẽ không chọn hai cái đấy. Phải biết tới đó đúng không? Không phải, bởi vì em sẽ chọn con gà trống trước khi mà lâm trận ấy, là chồng em cứ như kiểu con gà là báo thức với anh là vợ đi ra. Tức là lúc nào anh ấy cũng là người báo thức em phải làm chuyện đấy, cho nên là em sẽ chọn con gà để mọi người biết rằng cái bộ mặt thật của anh trước khi anh lâm trận là anh rất là lắm mồm, anh thì một bởi, hồi. Bởi vì là em không chủ động thì anh phải chủ động thôi. Đấy, thế cho nên anh phải là con lạc con nhưng gà mà báo thức. Anh không biết em trả lời đúng hay sai, nhưng mà em nói anh thế là sai rồi đấy. Chả thế còn gì, anh lắm mồm lắm nên không thể nào là con sư tử được. Sau một hồi hùng hùng thì em đảm bảo là chồng em sẽ ngủ. Nên là em sẽ chọn về sau là con lợn. Chả bao giờ quay sang hôn vợ ôm ấp. Anh Linh ạ, sau chương trình này thì em quyết định là kiên cữ cho vợ em thêm năm nữa. Em sẽ chọn đáp án là sư tử và về sau sẽ là con lợn. Con lợn. Dạ. Sao đổi ý thế, con gà cũng dễ thương mà. Em không có chứng kiến. Chứ kìa. Mình thì mình lại chọn mà trước khi lâm trận thì mình lại giống như con kia. Con gì? Con cún con này kìa. Cún con lắm. Mình phải giả vờ giống như không bị em sao. Mình kiểu không muốn ấy. Kiểu hơi hơi. Mình kiểu hơi kiểu hơi. Trước khi lâm trận thì là giống con cún con. Còn kết thúc á thì như trâu thì không được. Em con trâu này hút nhau tới chết. Kết thúc như con sư tử. Kết thúc như con sư tử. Đúng rồi. Hét lên cái thôi xong rồi. Là xong rồi là hú lên cái là. Ui. Sao lạ vậy ta. Đùa. Em biết ngay là ông sẽ chọn Liên Thiên mà. Nhưng mà bản chất là giống như em nói đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Ve vãn vô lơ bla tùm lum mà giáo huấn này kia. Ủa nhưng mà sao tại sao lúc đầu như cuốn con rất là nhẹ nhàng mình. Dạ đúng rồi, bây giờ em chuẩn bị em nở hoa rồi. Thì bây giờ em giống như kiểu một người phụ nữ trong nhà. Thành ra là em phải đợi cái sự chủ động của vợ em trước. Cho nên là em phải giống như cả một con cún con ấy. Cún con như kiểu ra hoang hoảng đúng không? Đúng rồi, ra vứt ve mình xíu. Lúc nào mà ví dụ như kiểu hờ hững mình thì mình lại ra mình liếm hay là liếm liếm vào tay cái. Còn lần nữa thì hai bà vợ lại không đúng ý của chồng ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái công việc mà tôi nghĩ rằng các cặp vợ chồng trẻ hay buông hay lơ là
đó là nấu ăn. Mà ông bà ta nói á, là tình yêu nó cũng đi ra từ cái bếp. Đấy, sự kết nối yêu thương nó cũng từ cái bếp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bếp chiến. Ở bếp chiến này thì mỗi đội sẽ đưa ra một món ăn mà các bạn thấy rằng món ăn đó mình tự tin nấu, mình có thể nấu ngon hơn. Bởi vì ngày hôm nay sẽ có một đội bếp chuyên nghiệp. Chúng tôi mời Cẩm Thiên Long. Anh đầu bếp này, anh đã có 16 năm trong nghề nha các bạn. Wow. Nhìn anh rất là trẻ nhưng 16 năm trong nghề. Đây, chào Cẩm Thiên Long. Hôm nay thì hy vọng rằng bạn sẽ truyền thêm bí kíp nấu ăn, bếp núc cho những cặp vợ chồng trẻ này, để họ có thể nấu nướng, để có thể đem đến những cái sức khỏe cho những thành viên gia đình. Rồi, hôm nay thì Tùng Minh với lại Bông Chuẩn sẽ nấu món gì? Em thì đặc biệt là em thích món Âu. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ thử một cái món mới, là cái món là cơm trộn Hàn Quốc. Bởi vì vợ em là vợ em thích cái món đó. Đâu, đồ Hàn Quốc em thích cái khác. Lee Min Ho cơ. Kim Nhung. Còn bên đây Tùng, em thì ấn tượng của em về các cái vị ấy, thì là em thích sự hài hòa giữa cay, chua và ngọt. Đấy là một cái kết nối, nếu mà ăn một món nào mà cảm được cả mấy cái vị đấy thì sẽ cảm thấy rất là thích đối với em. Được rồi, em có ăn cái món gì, nem tai thính. Và thật sự em chưa làm lần nào. Và ngày hôm nay em sẽ thử tự chế ra xem là mọi người ăn nó có ra cái vị nem tai thính không. Mọi người ăn thì có thể được nhưng mà sợ vợ em ăn không được là tiếp tục cảm giảm nữa. Thì rồi, em sẽ làm tiếp thôi. Chúng ta sẽ có 30 phút. Các bà vợ mỗi người vào được một lần thôi, một lần phút thôi. Còn ngoài có thể góp ý gì đó thoải mái. Một kinh nghiệm, một kinh nghiệm. Với 30 phút bếp chiến. Bây giờ lấy dao làm sạch cái này đi. Lấy dao làm sạch à? Đây. Cái này tí nữa mình sẽ thái chiều nào? Chiều nào mỏng là được. Ôi ôi, chồng đun nước hết 15 phút, chồng xào đi cho nhanh. Ui ôi, không chồng xào ăn không nó không vài cái cọng dao đun cả một thổ nồi nước. Cứ để đấy. Cứ để đấy à? Cứ để đấy. Hàng ngày thì có bao giờ em ngồi mà chồng em làm bếp thế này chưa? Dạ không, anh Tùng đánh em chết. Mỗi lần mà anh Tùng mà nấu ăn là em phải đi ra ngoài xem phim rồi phải trông con, chứ không được, không được làng vàng quanh bếp là anh Tùng sẽ cáu. Còn em nấu cơm thì chồng em có phụ không? Thôi phụ mua vui thôi là đủ rồi ạ. Chứ anh ấy mà phụ thì em còn dối hơn. Là vào bếp chỉ có một người thôi ha. Đúng rồi. Bây giờ có hai người. Bọn em là không teamwork được. Không đồng hành được. Sam thấy ở trên kia anh thái sao nó. Ông thực ra là mình cũng đang ngưỡng mộ anh đấy chứ. Không biết là lần đầu mình xài dao hay là đã nhiều em đây lần là lần đầu tiên em xài dao và em làm cái này luôn á. Nếu mà lần đầu thì là có lời khen dành cho anh đó. Thậm chí là anh làm còn tốt hơn cả mình. Lúc đầu tay em vô còn chưa được nhanh nhẹn giống vậy nữa. Cảm giác nó rung. Lại xẹt phát cả tay bây giờ. Cười. Cười. Thôi tranh thủ làm thôi, không là lời tí nữa rồi lại ăn đồ sống chết. Ít cà rốt thôi chồng. Dạ. Ở nhà thì Hồng Anh vào bếp thường xuyên hay là Phúc Bồ vào bếp thường xuyên? Hồng Anh ạ. Em ít khi làm lắm. Nhưng Hồng Anh thì làm được nhiều món đặc biệt. Còn em chỉ vài món kiểu cổ truyền của miền Bắc thôi. Thế là sướng. Vợ em lại được cái thích nấu ăn. Nói chung là em thì cũng thích ăn hàng lắm. Tại cuộc đời có mấy niềm vui thì vui mồm cũng là vui nhất mà. Là được ăn. Cái thái kiểu gì nhỉ? Băm nhỏ nó ra. Băm nhỏ thôi. Một tí xíu, đây chồng nó pha nước chấm gì. Ừ. Ấy, đừng cho vào vội. Hả? Để chung với ớt đi. Để chung với ớt này á? Để chung với ớt đi, cái bát kia để pha nước trước. Trời ơi. Rồi, gì nữa nhỉ? Nước, bây giờ lấy bỏ dao xuống, kinh quá. Nước trắng, vừa thôi. Chồng làm bát nước chấm ấy, đổ ở bên kia kìa, để nhiều quá. Nhiều quá. Chắc bớt sang đây anh. Vừa thôi. Rồi, rồi, nhiều là ít quá. Ít quá. Trời ơi, cái ông này. Bình thường ông pha nước chấm như thế nào? Rồi, rồi. Cho đường vào. Đấy, như một đầu bếp chuyên nghiệp đấy chứ. Nấm sao? Làm rất là hùng hục anh. Ừ. Hỏi bỏ này thử. Nhưng mà phải luộc giá, trần giá. Ừ ha. Không nghe lời gọi là chết. Cho ít giá thôi. Mày thính là làm từ đậu phộng đúng không? Dạ. Đó là gạo rang. Gạo rang. Dạ. Món này cầu kỳ quá. Món bên kia cũng cầu kỳ. Hôm nay
các nguyên liệu rất là nhiều, thành ra chế biến nó hơi lâu. Chúng ta đi nửa chặng đường rồi đó, 15 phút rồi đó. Ôi, nửa chặng đường rồi ấy hả? Đấy, chạy lên nào, cố lên. Thôi xong. Phải hùng hục như sư tử. Em không biết em đang làm gì đây. Em không biết em đang làm gì đây. Để cái đấy chảo đấy xào cà rốt luôn cho nó ngon. Đừng lâu. Mình để luôn cũng được. Xào luôn được cà rốt vào đấy. Đó vậy nó mới thơm đó. Cái này mình có xào không? Không. Không xào hả? Có lẽ ăn dưa ruột cháo. Ờ ha. Luyên thuyên cho lắm mà. Này sẽ thái theo chiều nào nhỉ? Thôi thái chiều này à? Chiều dọc cái tai à? Thái mỏng thôi. Đó. Nem tai này phải thái miếng thật dài ăn mới đủ ngon. Có sự nhờ sự trợ giúp từ người thân không? Không cần, không cần. Em chỉ cần cứ ngồi đây, ta tọa đây thôi, tí nữa anh dâng cho em. Thế à? Phúc thái cũng khéo lắm chứ bộ. Hả? Chồng làm gì đấy, cơm phải để im mà. Cơm chiên trộn. Không. Không mà. Muốn làm ý mình không được luôn. Chồng chỉ có trộn dầu mè vào đây nếu chồng muốn thôi chứ không được chiên. Được rồi. Cắt cái rau bớt ra, rau đấy dai lắm. Cái rau nào? Rau này đây này. Hả? Đó, chồng trộn dầu mè với vừng vào cái rau đấy đi. Cho một ít muối nữa, rau đấy nhạt lắm. Thôi, trời ơi, cắt cho con ăn hả? Đây này, bác trang trí lên cái đĩa kìa. Không, nhưng cái này phải trộn trước không? Thì trộn trước, trộn một xíu. Đây, hạt nêm với bột ngọt. Đâu, bột ngọt này. Bột ngọt, còn ghi chữ ở đấy thì ông có không biết bột ngọt đấy. Vậy xíu thôi. Rồi, chồng cho muối đi. Ít thôi nha, muối nữa. Trộn lên đã thì bình tĩnh. Ồ nhẽ ra chồng phải bóp hết cái nước của nó đi. Thì cứ bình tĩnh, mình trộn xong mình bóp cũng được. Đây vợ trang trí cho. Thôi đừng vợ đừng đấy. Ngồi tọa. Được giúp mà. Không cần. Thôi vợ muốn trang trí. Không cần. Tọa đi, ngồi tọa đi. Tại sao lại đổ vào? Không. Đừng. Đừng mà lại ngồi im. Tọa. Cứ tọa đi nha. Sao vậy? Đừng làm hỏng công trình của anh. Ủa? Cho vào cái bát này mới đẹp. Cái bát này nó ít quá. Không, nó đẹp đấy. Cái thịt bò này mình phải chiên nó cháy một tí ăn nó ngon chứ vợ. Chả cháy, ăn bò cháy à? Có nghĩa là nó hơi ấy tí. Không. Cho thêm nhiều rau vào để đi cạnh cho nó đỡ hoang sơ. Lấy cái kéo cắt lên, kéo cắt cái rau lên này. Cho rau vào đây. Trứng đặt ở giữa. Vợ cứ tọa đi. Cái này nhiều quá Thỏa. Này sẽ bỏ bớt lại. Ôi. Nhiều quá này. Thế chồng cho thêm cái vào. Chồng bỏ cái quả ớt tỉa của chồng đi. Chồng cắt lên ớt, để đây. Để yếm chồng lại. Để lên. Không, nó gì nó dối. Xong, toàn rồi. Chưa biết thế nào nhưng mình nghĩ rằng rất là ngon. Cái thính này, cái màu sắc nó cũng là lạ ha. Vâng. Bây giờ thì thôi, tất cả mọi người mình thử một chút của đối phương. Rồi mình cứ thử đi nào. Dạ. Mình tự thưởng thức cái của mình đi. Đúng rồi. Này phải đủ vị của nó. Đây, mình ăn đi. Okay. Cái thành phẩm của mình đó. Rồi sau đó mình ăn qua tới cơm trộn. Nào, thử xem nào. Đúng là của bánh tráng đúng không? Bây giờ cuốn thẳng lên rau luôn. Uầy, cơm trộn này nhìn như ăn trong kiểu mấy quán Hàn Quốc nhỉ? Ngon đấy. Em có thể chia sẻ một chút xíu về hai cái món này để cho hai gia đình họ có thể hiểu thêm món này và cách làm nào tốt nhất. Cả hai đều làm rất là đúng rồi. Về quy trình thì hầu như là đúng hết. Và cái món này thì chỉ có những cái mà mình giống như là rút kinh nghiệm thêm thôi. Tại vì làm thì cái này thì nó có hai kiểu. Một kiểu là mình cũng trộn vậy luôn. Hai nữa là mình sử dụng cái tô đá.
Cái mình để cái phần cơm xuống dưới, mình chét chút xíu dầu thôi, xong cái mình đun để cho cái phần dưới nó nóng nóng, nó cháy cháy. Với lại là những cái phần mà rau củ khi mà mình cho vào á thì lúc nào cũng phải thiệt khô, để cuối cùng á phần sốt mình chan lên á thì nó trộn mấy cái đó, nó sẽ không bị ướt cái phần cơm của mình. Cải bó xôi đi, khi mà mình vừa luộc ra vắt hết nước là mình phải vắt sạch nước luôn cho nó khô, thì lúc đó lát mình ăn mình cảm nhận cái vị của cải bó xôi nhiều hơn và nước nó không có lan vô phần cơm. Bò thì đâu có thấy, là lúc nãy là mình xào trực tiếp. Đối với lại những cái phần bò mỏng thì mình nên ướp sơ gia vị, nó có chút xíu dầu vô nó sẽ giữ được cái phần nước lại. Còn như phần của bên đội của Phúc Bồ thì tôi thấy là làm rất là chỉnh chu và rất là kỹ. Ví dụ như tai heo là mình luộc, là mình sơ chế là cũng phải có chút xíu giấm rồi để cho nó giữ được cái độ trắng, rồi ra là bỏ ngay vào trong cái thau nước, rồi lấy ra xong rồi bắt đầu cắt. Và cái độ cắt cũng rất là vừa phải, tại vì cái này nếu mà mình cắt mỏng quá thì ăn không cảm giác được, mà cắt dày quá thì ăn nó không có còn độ giòn, ăn nó cứng. Chỉ có cái là cái phần nước chấm ấy, nước chấm của mình đậm đà xíu. Hơi tiếc. Đối với lại món này thì không thấy được là cái sự chỉnh chu nó nhiều hơn, cái chăm chút nhiều hơn. Bên đây thì cái sự tự tin và cảm giác là rất là hưng phấn, rất là hạnh phúc khi trong cái việc khi mà mình nấu nướng vào cho cái người phụ nữ của mình ăn. Nó đúng là cái tinh thần của cái món của em là cơm trộn, là mình chỉ có trộn mà thôi. Giữa hai món ăn đó thì đối với lại cái món bên này thì Long nghĩ là cái phần nguyên liệu chính của mình làm chỉnh chu hơn. Điểm của bên đội Phúc Bồ phần này sẽ nhỉnh hơn. Chúc mừng ha. Vâng. Trông như nhà hàng thế cơ mà. Hai ông chồng hôm nay rất là tuyệt vời. Anh nghĩ rất là chăm chút, coi như là chăm chút từng miếng ở trong cái món ăn, từng cái nguyên liệu, và cố gắng nỗ lực để cái người ăn họ vui. Mà người ăn là ai? Là vợ mình, là con mình, là gia đình mình. Tôi nghĩ ngày hôm nay hai ông chồng là người hạnh phúc nhất. Cũng hy vọng về sau chồng nấu cho món này ở nhà nhiều. Hôm nay lên đây mới được ăn món này lần đầu. Thật ra thì món này là món chưa làm lần nào thôi, nhưng mà còn rất là nhiều món em đã từng làm cho vợ em rồi. Em thì em chỉ thích ăn thôi, nên là chồng em mà cứ dỗ em ăn ngon là em vui à. Thế thì em chỉ mong là qua chương trình này thì chồng em hiểu hơn là em đã bỏ cả gia đình em ở ngoài kia em đi vào đây. Thì mỗi bữa là đều phải về ăn với em mà được, đừng có đi đóng bóng đá nữa là xong. Khi ông bóng là nấu ăn mà 9-10 giờ rồi ngồi chờ, nhưng mà ông vẫn còn đang sút nốt quả này, sút nốt quả này ông mới về thì cũng hơi buồn. Có điều gì em thấy em cảm giác mình có lỗi vợ, mà muốn xin lỗi vợ về điều đó không? Em thì chỉ cảm thấy là mình bị yêu vợ nhiều quá thôi. Rồi. Nên nhiều khi hành xử nó không được chuẩn chỉ lắm, đâm ra hay ghen tuông bóng gió, đâm ra là nói chung là với em thì vợ em là một điều mà rất là tuyệt vời, rất là một thứ rất là tuyệt vời mà em một đã có được trong lời tình yêu này, nó chỉ nói cho hai người nghe thôi. Nói trước đông người nó không thể chảy ra được cái dòng nào ấy. Em cảm giác hôm nay em hạnh phúc không? Anh, em chỉ muốn nói với anh một điều. Một điều duy nhất. Duy nhất. Anh đừng bắt em ăn beef steak với mì ý nữa. Mình có thể thay đổi món không? Em béo lắm rồi. Không, nói chung là trong nhà, từ trong nhà ra ngoài đường thì được cái là vợ em, cái việc nội trợ trong nhà thật ra là vợ em không được như các người phụ nữ khác. Là người phụ nữ khác thì được 9, 8, 9. Nhưng mà vợ em thì em nói thật là chỉ được tầm 7 thôi. Nhưng mà em phải nói thật là khi mà ra ngoài ấy, thì vợ em là số 1. Thành ra tự dưng bản thân em thấy là khi mà người phụ nữ mình ra ngoài như vậy rồi thì mình lui lại một chút, mình làm những công việc trong nhà. Thì em chỉ muốn nói với vợ em rằng là tất cả những cái gì mà em đang làm, những cái gì mà em gây khó chịu cho vợ em, thì em chỉ muốn là em được làm trong cái việc đấy thôi. Còn cái việc mà em càm giảm trong cái việc em dọn dẹp nhà cửa, thật ra đấy là nó chỉ là cái việc mà em ức chế với cả bản thân thôi. Nhưng mà cái điều em cuối cùng em vẫn muốn làm là ở trong nhà thì em không phải lo gì cả. Tất cả những cái gì ở trong nhà cứ để anh. Okay. Tất cả chỉ là lên hình thôi mọi người ơi, đừng tin. Đừng tin. Có thể những người đàn ông bước ra ngoài đời có nhiều cô gái đẹp hơn vợ mình, có nhiều cô gái giỏi hơn vợ mình, có người cô gái nhiều cô gái chỉnh chu hơn vợ mình, nhưng không ai có thể lo cho cả cuộc đời mình bằng vợ mình cả. Và chính vì điều đó, chúng ta sẽ là những người yêu thương vợ mình nhất, chăm sóc vợ mình nhiều nhất và thấu hiểu vợ mình nhất. Cảm ơn hai cặp vợ chồng đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời.
Cảm ơn Cẩm Thiên Long rất là nhiều cuộc trò chuyện ngày hôm nay.